Đây là màn hình tương tác Visionix IP50 thế hệ thứ 5, vẫn kế thừa các thiết kế của màn hình tương tác Visionix IP50 thế hệ trước với viền kim loại mỏng mang đến vẻ đẹp sang trọng và chắc chắn cho các văn phòng và lớp học hiện đại. Bên cạnh khung viền chắc chắn bằng kim loại thì màn hình còn được trang bị một lớp kính cường lực có độ cứng là 9H giúp chống lại những va đập và chạy xước không mong muốn. Tấm kính này còn được xử lý nhám chống chói giúp cho chúng ta an tâm hơn khi sử dụng màn hình tương tác Visionix IP50 trong những phòng có nhiều ánh sáng. Ví dụ như phòng của mình có ánh sáng từ bên ngoài, ánh sáng từ đèn trần và cả một cái ánh sáng đến từ đèn của studio nhưng vẫn cho ra chất lượng hình ảnh rất là rõ ràng và sắc nét. Tấm kính phủ nhám của màn hình còn giúp chúng ta hạn chế được bám dấu vân tay và giúp cho các thao tác cảm ứng trở nên mượt mà và trơn tru hơn. Kết hợp cùng với công nghệ cảm ứng Ultra Fine Touch của màn hình tương tác Visionix IP50, các cái thao tác viết vẽ của các bạn sẽ không có độ trễ và tự nhiên như viết trên giấy. Và màn hình cũng được cấp kèm hai cây bút với hai đầu bút khác nhau, bạn có thể cùng lúc viết ra hai màu sắc và hai nét vẽ khác nhau. Các thao tác viết vẽ trên màn hình tương tác Visionix IP50 cũng rất là thân quen với giáo viên và học sinh khi mà chúng ta sử dụng ngón tay hoặc là một bút để viết, và khi sai thì chúng ta sẽ dùng cả lòng bàn tay để xóa, hoặc nếu có khăn lau thì bạn cũng có thể dùng khăn lau để xóa. Trên màn hình tương tác Visionix IP50 thế hệ thứ 5 thì đã được nâng cấp lên 40 điểm chạm giúp cho nhiều người có thể cùng lúc viết vẽ, và thậm chí rằng các cái phần mềm đòi hỏi các cái cử chỉ phức tạp thì màn hình tương tác Visionix IP50 thế hệ thứ 5 hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và độ phân giải trên màn hình IP50 thế hệ thứ 5 là độ phân giải 4K, độ phân giải tiêu chuẩn trên các màn hình tương tác hiện đại. Bên cạnh đó, màn hình còn được trang bị hệ thống loa 2.1 với hai loa stereo và một loa trầm giúp mang đến chất lượng ở cả phần nghe và phần nhìn. Màn hình tương tác là một thiết bị mà bạn sử dụng ở khoảng cách gần, cho nên là cái yếu tố sức khỏe là điều bạn sẽ rất là quan tâm. Cũng như các cái màn hình tương tác khác của Visionix, IP50 thế hệ thứ 5 cũng được trang bị các cái công nghệ để bảo vệ sức khỏe người dùng, ví dụ như lọc ánh sáng xanh và chống nhấp nháy màn hình ở mọi mức độ sáng, giúp cho bạn sử dụng màn hình ở khoảng cách gần trong thời gian dài cũng không gây nhức mắt hay là mỏi mắt. Trên màn hình tương tác Visionix IP50 thế hệ thứ 5 được tích hợp sẵn hệ điều hành Android với các phần mềm giúp cho bạn có thể thuyết trình và dạy học được ngay, và đặc biệt là các phần mềm trong hệ sinh thái MyViewBoard của Visionix. Ví dụ như là phần mềm bảng trắng kỹ thuật số MyViewBoard Whiteboard, phần mềm giúp kết nối không dây và phần mềm giúp quản lý các cái thiết bị. Bên cạnh đó còn rất là nhiều các cái phần mềm khác nữa. Cấu hình của màn hình tương tác IP50 thế hệ thứ 5 được nâng cấp với chip lõi 8. Điều này giúp cho hệ điều hành Android hoạt động mượt mà ở độ phân giải 4K. Và bạn cũng có thể mở các cái phần mềm dạy học 3D trên hệ điều hành Android. Ví dụ như ở đây mình đang sử dụng phần mềm Education XR, một nền tảng chia sẻ nội dung 3D trực quan. Và cái phần mềm này cũng do người Việt Nam mình phát triển, đến từ Viettel Hitech mà Visionix vừa ký kết hợp tác gần đây. Việc kết hợp phần mềm dạy học 3D với màn hình tương tác Visionix sẽ làm tăng trải nghiệm, vì khi đó chúng ta có thể tương tác đa chiều với từng chi tiết trên vật thể 3D. Rất là thú vị phải không nào? Ngoài hệ điều hành Android tích hợp, chúng ta còn có thể tùy chọn thêm OBS gắn vào bên trong màn hình để mở rộng cho màn hình hệ điều hành Windows. Đây cũng là một trong những giải pháp phát triển bền vững hướng đến người dùng và môi trường của Visionix. Bạn có thể dễ dàng nâng cấp cấu hình của mình bằng cách thay đổi tùy chọn OBS tích hợp, hoặc là bạn cũng có thể sử dụng máy tính cá nhân và kết nối với màn hình tương tác thông qua dây cáp hoặc là kết nối không dây. Visionix luôn cam kết phát triển vì một môi trường tương lai bền vững, cho nên là những cái màn hình tương tác của hãng Visionix đều trải qua những cái bài kiểm tra khắt khe về tác động đến môi trường. Trong trang web của Visionix, ở từng cái model sản phẩm thì cũng sẽ có các cái file báo cáo về lượng khí thải carbon thải ra khi mà sản xuất cũng như là sử dụng màn hình. Chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là thân thiện với môi trường. Các màn hình tương tác của Visionix thì có mức tiêu thụ điện năng rất là thấp, đạt những cái tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng của Energy Star. Và mình cũng có làm một cái bài kiểm tra với một thiết bị đo công suất điện, kết quả cho ra gần đúng với cái thông số mà nhà sản xuất đã đưa, đó là khoảng 135W cho một cái màn hình tương tác 75 inch. Thật sự rất là ấn tượng. Ở mặt trước của màn hình tương tác IP50 thế hệ thứ 5 vẫn là các cái phím tắt cơ bản và 3 cổng USB Type-A, nhưng mà bây giờ đã được nâng cấp lên 2 cổng USB 3.0. Và ở bên cạnh bên của màn hình vẫn là các cổng như là HDMI, USB và đặc biệt là có cổng USB Type-C. Đây là một cái nâng cấp hướng đến cái trải nghiệm của người dùng khi mà đa số các cái laptop, điện thoại di động hoặc tablet bây giờ đều có cổng USB Type-C. Chỉ với một sợi cáp USB Type-C duy nhất, bạn có thể truyền hình ảnh, âm thanh, cảm ứng, dữ liệu từ cổng USB Smartboard, tín hiệu Internet, và thậm chí rằng thiết bị của bạn còn được sạc bởi vì cổng USB đa năng này có hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery 65W. Ở cạnh dưới màn hình còn có hai cổng LAN, một cổng RS232, một cổng Audio Out, và đặc biệt là chúng ta có một cổng HDMI Out dùng để xuất hình ảnh ra máy chiếu và các màn hình LED để sử dụng trong các phòng có không gian rộng hơn. Và bên cạnh việc kết nối thiết bị của bạn với màn hình tương tác thông qua kết nối có dây, màn hình còn hỗ trợ các cái chuẩn kết nối không dây như là Miracast, AirPlay, Chromecast và Vcast của Visionix. Và khi kết nối không dây thì bạn cũng có thể kết nối cùng lúc 4 thiết bị, giúp cho cái buổi họp nhóm cũng như là cái buổi thuyết trình của bạn trở nên trực quan và sinh động hơn. Trên màn hình tương tác IP50 thế hệ thứ 5 có hai thanh công cụ nổi ở hai bên cạnh màn hình, và hai thanh công cụ này luôn xuất hiện ở đây cho dù bạn đang ở bất kỳ nguồn phát nào.
Trong thanh công cụ này sẽ có các tính năng như là bút ghi chú, giúp cho bạn có thể ghi chú lên bất kỳ hình ảnh nào và người xem sẽ tập trung vào cái điều mà bạn đang nói. Ngoài ra, trong thanh công cụ này còn có một số tính năng như là đóng băng màn hình, đèn spotlight, đồng hồ bấm giờ và đếm giờ, chụp ảnh màn hình và một cái công cụ giúp cho bạn tạo những cái cuộc bỏ phiếu cũng như là các bài trắc nghiệm. Hy vọng là sau video lần này các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn cho phòng học và phòng họp của mình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng click vào phần link bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.